Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chơi game bíp ít nguyện lòng. Thì mấy cái clip trước thì lâu lâu thì mình cũng có qua biết cái gì ngầm chơi chút xíu. Thì mình cũng không biết bao nhiêu clip mình đã nhắn qua chơi biết cái gì ngầm rồi. Nhưng mà cứ tạm thời đây là tập 1 đi. Ok, cứ coi đây là tập 1 đi mọi người. Còn nếu như mình qua cái kia clip thì mình coi như này là tập 12 luôn. Cái game sẽ thú mà. Ok, nhận được cái đồ này. Cô nhận cứ như ngày ấy, kiểu như có ngày 29 thì mình sẽ nhận được cái này. Một cái con rồng Ecusi. Trời. Không biết trong đây có gì nữa. Đồ. Vô đây. Không mua được gì hết. Vô đây. Yeah. Kim. Thì mình có thể mở một cái gói bắt này nè. Thì mình không biết có nên mở không đó con. Tại vì mình mình định gì nè. Mình định có được 2.000 kiểu gì đó. Mình có được 2.000 cái á này đó. Sau đó mình mua hẳn nguyên con luôn. Ok, chắc đợi có 2.000 luôn đi. Ok, mình đang kiểu như mở ô đi. Để cô coi, cả mấy ngày nữa mình mở được cái trứng rồng này. Mỗi ngày một ô mười. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ngày nữa mình sẽ mở được. Quá tốt. Yeah, được gỗ 82. Tiếp tục. Khoan, để họ đi. Giờ thì mình sẽ bấm vô này, mình sẽ mở một cái gói bắt free miễn phí. Lâu lâu mình hình hên cũng mở được mấy kiểu như mấy con rồng á. Nhưng mà nhà đều không thấy không có hên nữa á. Ừ. Đó, không có hên thì đủ gì đâu, được gì đâu. Giờ sẽ đem rồng đi chiến đấu. Let's go, đi chiến đấu thôi nào. Không biết trong đây sẽ có gì đây. Ý dụ, không biết hôm nay có thắng được không nữa. Không luôn. Cố gắng lên. Các ngươi phải chiến thắng. Bắn một cục đạn siêu kho khổng lồ vô nó. Giờ bắn thêm cục đạn nữa. Dài con chết rồi. Bắn. Cái cục bắn. Không, còn phải kể cả hai cái nữa. Mình phải kiểu như phá hết mấy cái chỗ mà có thể. Giờ phải cố gắng mà tiêu những cái tàu bự bự nhất là mình sẽ kiểu như chiến thắng rồi. Mình sẽ bán cục đạn này vô cho nó giúp một chút. Giúp con này. Trời, bắn cái đủ dư sức luôn. Bắn nó. Yeah, tiếp cũng bắn. Không, à quên, giờ không còn gì phải bắn được nữa. À, nhà nó sắp chết rồi. Nhưng mà sao, giờ đâu có cái gì đó bắn được nữa đâu. Cho nên là cứ bình thường thôi. Mà cũng không bình thường đâu. À, mình cứ cố gắng bánh hai lần vô đây để coi như nó ngồi gần ít bà kêu gọi chẳng hát là mình giúp quả vào không. Thôi thua rồi, thua mất rồi. Biết vậy mình đừng có bấm, biết vậy mình đừng có bấm khắn rồi. Trời đất ơi, mình cứ giúp quả vào khăn rồi tiêu và thế là. Không sao, hoàn thành có nhiệm vụ. Ủa này cái gì? Đây nào, 1, 2, 3. Đó, xong, rất là yêu, quá nhanh, quá nguy hiểm. Trời. What?
Top gì đi. Mình cử quốc ngoại đâu khăn cũng không được. Mình bán trứng rồng này. Ủa con được hả? Vậy phải kêu cái gì đó lâu lâu xíu hả? Đó, ngầu nhất có thể đây đó. Không được luôn. Cái này cả 18 ngày nữa nó sẽ hết. Gán được luôn. Trời không biết có kịp không nữa. Nếu như không kịp á thì mình mua mấy cái này để kiểu như cho nó ok luôn. Giờ sẽ kiểu như đi farm thôi, đi farm đâu đúng không? Ủa? Khói 30 phút, trời đất ơi. 3... 18, khoan, thử cái này cái. 18, bấm vô này. Ủa, giống 18 luôn, vậy cuộc là sao trời? Quá, mình hoàn thành được cái này nè. Đó, một cái rửa. Đó, một cái như một cái cuộn đài bằng vàng mà hơi phun ngửa được nha mọi người. Đó, một cái cuộn đài bằng vàng. Cái chỗ này chỗ tập hợp mấy người dân á, mình để trong đây kiểu như nó cho nó đẹp ấy, kiểu như ý hợp cho nó đẹp. Rồi phải xuất qua đây mới nó mới hợp. Xuất qua đây nó lại không hợp hơn nữa. Chỗ gồng kiểu như này là hao binh, còn đây sẽ là kiểu như một khu, một khu có mấy cái ruộng, còn nếu không được thì mình sẽ trang trí kiểu như cho nó đẹp như cái này nè, có cái hai này xung quanh cho nó đẹp, rồi có thêm cái bí ngô, hai cái bí ngô nó đó. Có thêm cái giếng mà có mấy con mắt ngồi lên nó nè, để hồi cho nó ngồi lên nó mới ngồi đây chạy. Ôi nó ngồi lên rồi đó, mà thầy thấy không, mấy con mắt ngồi lên kiểu như Halloween cho nó rùng rợn. Còn đây là cái kiểu như về một trường mù khu thôi, cái này là cái chỗ có khu hoạch lúa, còn này là kiểu như để cái ú nè. Cái ú này tổng cộng bao nhiêu ngàn? 200 hả? Ok, nếu như 200 thì coi như mình mua được hai cái đi. Cái gì không? 5 cái. 5 cái tổng nhũng này nữa là 6 cái. Mà tự nhiên mình mua một đống để mình để trang trí thôi. Kỳ á. Giờ suy nghĩ coi có gì. Nếu nâng cấp này còn bao nhiêu? 500 mấy rồi hả trời. Nâng cấp còn có khác gì nhau đâu. Nâng cấp cần 300 mấy. Đâu trong đây. Chỉ trong 3 ngày mà mắc một phen cà phê à, một đống mà không được đâu. Trừ khi bạn có 12.000 mà bạn mua đi đó mẹ. Không có được đâu. Quyết bởi từng đít. Ê cậu có hai à? Chơi luôn. Đó khu tập. Khu tập rất là nhanh. Mua thêm cái nhà dân nữa. Nhầm. Một cái nhà tổng cộng có 310 nha.
Ok, nó xài trong 4 tiếng đồng hồ, kệ đất ơi. Giờ mình sẽ kêu nó đi kiếm trứng rồng. Khoan, mình kiếm này. Cái này không còn bao nhiêu. Cái Uniwell còn đỡ hơn này một cái roi. Ồ, hoàn thành cái luôn. Được cái 200. Yeah. Chắc chắn 100% luôn. Được cái hai cái luôn. Yeah, quá tốt. Ủa gì vậy? Được nhẫn này. Yeah, mở cơ bác. Yeah, ngon quá, được hơn chút xíu nữa rồi. Vậy mình đã tiến gần cái con số 2000 rồi nha. Mình chỉ còn 525 cái lá nữa thôi. Mình sẽ có được cái con rồng này nè mọi người. Đó, mình cho mọi người coi nè. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, nó đó. Mình sẽ chọn vô nó vô cái gì đây đây. Không biết mấy người đây. Trời. Ở đây có một đống người đợi. Không biết chờ đợi được. Không biết hy vọng mà được. À đúng rồi, chắc nó bị dừng vậy, chắc là sắp xong rồi đó. Ờ bình thường rồi à. À chắc bà nhận nào. Mà nó lại bị mà giờ nó lại bị chặt, nó bị ai bị gắt thì nó vừa được. Trong đây hả, 100% phải có cái 200 mấy thôi, không cần đâu, bỏ chi vô 500.000 mấy đi. Giờ cần 1.100 hả. Suy nghĩ coi nè, gì tổng cộng mình muốn cái đây gì. Ổng bắn công đi kiếm cá. Đây quan thêm hằng thêm cái nhiệm vụ luôn càng tốt. Ổng tự định kiếm cá. Cái gì ở trên vậy? Muốn nâng cấp này kiểu như có 3 chỗ á, phải chỉ như 3 chỗ. Ngại bị gì mà mình ra ngoài luôn. Tiếp tục gái đó, nó đi gì xích trên luôn, phải làm cái điều này cố quyết định là có bị gì xét nữa. Chắc cái video khoan mình làm này, cái mình kết thúc video luôn nha. Giờ mọi người thứ trời đất ơi, để cho mình 81.000.
Miệt tổng cộng mất 750. Thì mẹ mới một hàng hồi phục lại là 750. Suy nghĩ coi nè. Hẹn gặp hồi mình sẽ kết thúc video để bằng cách mình thử mở một cái gói bắt này nha mọi người. Ok, mở thử coi coi mà hôm nay mình có may mắn không. Bây giờ nè, 1, 2, 3. Wow, nó lấp lánh luôn kìa. Có một con rồng, mọi người thấy gì ở đây không? Có một cái gì đó. Ôi trời, được một cục bi. Mất mấy, mất 750 mình vô quá trời. Và thế là hết. Chế bí, bí đỏ hả? Cái này là bí, bí dành cho cái kia chứ không phải Halloween nha. Bí này trồng để ăn. Chán vậy kiểu trời, mất 700 ngàn, 750 ngàn. Tưởng gì hay á. Thôi chạy. Cái này là dùng một kiểu như đổi mấy cái này. Nếu như mình đổi nhiều mấy con này được thì mình sẽ được một con quỳ mâm. Mà không đổi đâu, đổi con này chi. Mỗi lần đổi này phải có 50 ngàn nữa. Đó. Wow, 2 ngàn mấy luôn hả? Mà quên, đang đánh cá. Ok, mình chắc mình sẽ kết thúc cái video tại đây nhưng mà làm những coi cơ làm được gì không. Mình sẽ cho cái như hai con này nó đi kiếm mình kết thúc video. Ok, giờ thì mình sẽ kết thúc cái video nha mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.